Ngày 23 tháng 3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an đã làm việc với pháp y và các đơn vị liên quan, thu thập các dữ liệu để điều tra làm rõ. Công an tiếp tục xác định lại số người của chủ đầu tư, ban quản trị chung cư có mặt trong đêm xảy ra cháy. Ngoài ra, Công an tập trung lấy lời khai các bảo vệ của chung cư, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói. Ông Minh cho hay, vụ cháy bắt đầu từ tầng hầm, khả năng do hệ thống điện của xe, nhưng cũng không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ do trong khi cháy có nhiều tiếng nổ phát ra. Ngoài ra, tại hiện trường, hệ thống cửa ngăn cháy bị kê chặn ở các tầng, không đóng lại nên khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên đến tận tầng 14 của chung cư. Bên cạnh đó, một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm. Theo nguyên tắc khi cháy thì điện bị ngắt, hệ thống đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm phải sáng lên để người dân theo đó thoát nạn. Theo ông Minh nhận định có thể do bình điện lưu thông không đủ 2 giờ, hoặc lực lượng điều tra tới sau 2 giờ nên không thấy đèn báo. Vấn đề này lực lượng chức năng đang kiểm tra lại khả năng phát sáng của đèn. Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm tra lại thông tin chuông báo động không báo cháy. Khi đám cháy xảy ra nhưng không có ai hướng dẫn người dân thoát hiểm, phải kiểm tra quy trình thông báo cháy của chung cư. Báo cáo hiện trạng phòng cháy chữa cháy của chung cư Carina trước ngày 26 tháng 3. Đồng thời, kiểm tra, ra soát lại toàn bộ quy trình, kiến nghị giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với chung cư cho cả thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đưa ra giải pháp phòng ngừa sắp tới, và phải đưa những người có trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước chính quyền, trước luật pháp. Qua sự việc này cho thấy quy trình đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy chưa hoàn chỉnh ở đâu, các tổ chức liên quan có vai trò như thế nào, trách nhiệm của chủ chung cư, ban quản lý ra sao. Vụ cháy chung cư Carina, tôi đập vỡ cả vỏ nhưng chuông báo động vẫn câm như hến. Chiều tối 23 tháng 3, hàng trăm người dân sống trong chung cư Carina, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về vụ cháy. Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 23 tháng 3, trong lúc người dân đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, khi mở cửa ra khói đen nghi ngút xộc vào nhà, mọi người hoảng loạn tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, các lối thoát hiểm từ hành lang đến cầu thang đều mù mịt khói. Những tiếng la hét vọng ra, nhiều người tìm cách du dày, leo ra lan can nhảy xuống đất khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn. Thoát chết sau vụ cháy, ngồi co ro trên ghế đá nhìn lên tòa nhà bị cháy đen, ông Trần Văn Phương, 52 tuổi, ngụ tầng 5, lô A, chung cư Carina, cho hay, khi phát hiện khói bốc từ dưới lên, ông đã chạy ra đập chuông báo động nhưng không có tín hiệu. Ông phải chạy đi gõ cửa từng căn hộ để báo cháy. Tôi đập vỡ lớp vỏ bên ngoài rồi gõ vào trong, nhưng chuông báo động vẫn câm như hến. Hoảng quá, tôi kêu mọi người dậy, rồi chạy đi từng phòng đập cửa kêu họ dậy tìm cách thoát thân, ông Phương nói. Theo ông Phương, khi người dân phát hiện có cháy thì khói lửa đã bao phủ toàn bộ khu chung cư. Các lối thoát hiểm đều mù mịt, điện hành lang bị cúp toàn bộ. Không còn lối nào thoát, tôi đành đánh liều, kêu mọi người lấy khăn ướt bịt mũi, trùm đầu rồi chạy xuống cầu thang. Nhưng khói nhiều quá không thể ra ngoài nên phải chạy ngược trở lên. Trong khi đó, nhiều người ở các tầng khác dùng chăn màn, dây thừng đu từ trên cao xuống. Có hai người chết do ngã trong lúc đu dày, ông Phương kể. Bà Lê Thị Cẩm, cư dân chung cư Carina, vẫn run bần bật, toàn bộ quần áo, mặt mũi bị khói bám đen. Bà Cẩm kể, khi nghe con rể kêu dậy thì khói lửa đã bao trùm, cả nhà phải dùng khăn, màn nhúng nước rồi trùm kín đầu chạy ra ngoài. Chạy xuống đến tầng 1 thì khói nhiều quá không thấy đường. Lúc đó tôi và con gái phải ngồi xuống lết từng bước một. Con rể ôm cháu nhỏ chạy xuống cầu thang bị ngã. May mắn không bị thương, nên đứng dậy chạy tiếp được ra ngoài. Lúc bà Cẩm tìm cách chạy ra ngoài phát hiện dọc hành lang có nhiều người bị ngất xỉu, nhưng không có cách nào để cứu. Khói bốc lên kinh quá, lúc đó theo bản năng sinh tồn thì mạnh ai người đó chạy. Quá kinh hoàng, tôi đã nghĩ mình khó có thể sống sót chạy ra khỏi đám cháy kinh hoàng như thế, bà Cẩm nói. Cháy chung cư cao cấp khiến 13 người thiệt mạng, chủ đầu tư nói gì? Chung cư Carina Plaza quận 8 do công ty Hồng Thanh làm chủ đầu tư. Đại diện công ty mẹ 577 thông tin về vụ cháy làm 13 người chết, 28 người bị thương. Sáng 23 tháng 3, vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở tòa chung cư cao cấp Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh khiến dư luận bàng hoàng, nhất là khi con số thương vong quá lớn.
Theo người dân tòa nhà, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, nên rất nhiều người không biết có cháy cho đến khi bị ngạt khói. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đại diện công ty 577, công ty mẹ của công ty Hồng Thanh, chủ đầu tư tòa chung cư Carina Plaza cho biết, tòa nhà này do công ty Hồng Thanh làm chủ đầu tư. Trước hết chúng tôi thành thật chia buồn về sự cố không ai mong muốn. Khi sự cố xảy ra, phía công ty mẹ là công ty 577, cũng như công ty Hồng Thanh đã nhanh chóng có mặt, tham gia cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề cần thiết nhất. Đối với những trường hợp thương vong, chúng tôi đã có bộ phận liên lạc, theo dõi và hỗ trợ để khắc phục những vấn đề xảy ra. Nhiều người dân thắc mắc về vấn đề chuông báo cháy không hoạt động. Người này cho biết, định kỳ, lực lượng kiểm tra, phòng cháy chữa cháy đều đi kiểm tra và xác nhận là hệ thống đã đầy đủ. Chung cư này đã được khai thác sử dụng từ năm 2009 đến nay là 10 năm và không có điều gì xảy ra. Sự cố lần này hết sức bất ngờ. Về nguyên nhân như thế nào thì lực lượng chức năng sẽ xác định và có câu trả lời. Liên quan đến vụ việc, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận những nạn nhân trong vụ cháy. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 8 nạn nhân chết cháy, cấp cứu 8 nạn nhân người lớn và 2 trẻ em bị ngạt khí, hiện đã ổn. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và cấp cứu 7 nạn nhân, trong đó 1 trường hợp nặng đang thở máy, 1 trường hợp đang theo dõi. Bệnh viện Triệu An, đến 5 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3, tiếp nhận cấp cứu 9 nạn nhân, 3 nạn nhân chuyển bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca nặng, 2 ca yêu cầu. 5 trường hợp ổn đã xuất viện. Một trường hợp nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình, theo dõi luống trượt cột sống do nhảy từ lầu 2. Bệnh viện quận 6, tính đến hiện tại, bệnh viện quận 6 tiếp nhận 27 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp theo dõi tại cấp cứu, 5 trường hợp nhập viện, 2 ca khoa nội, 3 ca khoa ngoại, chuyển viện 10 trường hợp, cho về 9 trường hợp. Hiện tại xe cấp cứu của bệnh viện đang ứng trực tại hiện trường. Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 8 trẻ bị ngạt khói, hiện có 2 trẻ thở oxy tạm ổn. 8 trẻ nhẹ đang theo dõi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Cháy chung cư Carina Plaza, tôi không muốn đứa bé đó chết trên tay mình. Nhiều người thoát khỏi đám cháy kinh hoàng trong đêm vẫn còn ám ảnh với thời khắc cái chết cận kề. Sáng 23 tháng 3, phóng viên có mặt tại hiện trường vụ cháy làm ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương ở chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Và ghi nhận nhiều cư dân ở đây vẫn còn hốt hoảng vì vụ cháy diễn ra nhanh, mà không có bất kỳ báo động nào. Chị Lợi, 31 tuổi, cư dân ở khu A, cho biết thời điểm xảy ra cháy chị đang ngủ, thì nghe nhiều người đập cửa nên bật dậy tháo chạy. Hàng chục người từ tầng 9 hốt hoảng chạy xuống dưới thoát thân. Tuy nhiên, càng xuống thì càng nóng, và hàng chục người khác cũng từ các tầng ở phía dưới chạy lên. Chúng tôi không xuống được, mà cùng hàng chục người khác phải chạy lên tầng 11. Chị Lợi kể với khuôn mặt vẫn còn đen nhẻm vì ám khói. Theo chị Lợi, trong lúc chạy lên tầng 11, thì nhiều người hít phải khói ngất xỉu, trong đó chị ám ảnh nhất là hình ảnh người mẹ ấm. Hai đứa con nhỏ. Chị ấy bị lạc chồng trong đám cháy, và một mình ấm hai đứa con. Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi, ấm được một lúc thì chị ấy ngất giữa đường. Thấy vậy nên tôi ấm đứa nhỏ được một lúc, che chắn cho nó. Được một lúc, khói nhiều quá nên nó bắt đầu ói và liệm dần. Tôi cũng thấy chóng mặt và muốn ngất đi. Tôi không muốn đứa nhỏ chết trên tay mình, nên phải đưa lại cho một người khác bế, chị Lợi kể. Trong khi đó, cùng đi với chị Lợi là chị Hiền, 34 tuổi, nói rằng chị đã nghĩ đến việc mình phải chết vì không còn đường nào để đi, và khói đã tràn ngập trong chung cư. Lúc đó thì mạnh ai nấy chạy, vì khi cháy chung cư không có chuông báo động, hệ thống phun nước cũng không hoạt động. Mấy chục người đứng ở cầu thang mà không biết thoát ra bằng cách nào. Lúc đó chúng tôi đều nghĩ mình sẽ chết, chị Hiền kể. May mắn khi mọi người thoát ra được ban công ở tầng 11 và bắt đầu lấy đồ đạc là quần áo, khăn thấm nước quấn lên người, rồi kêu cứu. Ban công chỉ đứng được mời mấy người, nên những người khác phải đứng ở bên trong. Tôi thấy người mẹ có hai con đó nói để con ra ngoài ban công, còn chị đứng bên trong phòng, khói mù mịt. Sau khi mọi người được cứu, tôi không thấy chị ấy nữa. Chị Kim, 35 tuổi, nhà ở tòa B1, kể lý do cả nhà 5 người thoát nạn là do ngày hôm nay, 23 tháng 3, cả nhà đi Thái Lan du lịch. Do đó, đến khuya ngày hôm qua chị Kim thức đêm chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Đến khoảng 1 giờ,
chị Kim nghe tiếng la to báo cháy. Sau khi biết cháy ở tòa của mình, chị Kim chạy xuống tầng 4 nhưng khói bốc lên không thể chạy xuống được nữa. Lúc này tôi đành chạy lên, lấy khăn ướt để chống khói, và đưa gia đình trong đó có đứa con 3 tuổi chạy xuống lầu 4, để đưa mọi người chạy thông tầng qua hồ bơi. May nhờ trời Phật hôm nay tôi đi Thái Lan nên tối hôm qua thức khuya dọn đồ, mới cứu được cả nhà, chứ có nhiều người ngủ mà cháy lan đến không biết. Tội nghiệp nhất là có chị leo thang dây ở tầng 19, thoát xuống nhưng mất bình tĩnh, rơi xuống chết ngay trước mặt mọi người. Chị Kim vừa khóc vừa kể. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.